chào các bạn thân mến. Trong thời gian qua, chúng tôi đã nhận được ý kiến của một số bạn đề nghị hướng dẫn nhận dạng và cách sử dụng cây xuyến chi chữa bệnh như thế nào để có công dụng tốt nhất. Các bạn quan tâm hãy để lại ý kiến ở phần bình luận để chúng tôi xin được giải đáp. Các bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi làm các video về những cây thuốc khác. Chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng những yêu cầu của các bạn. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với các bạn cách nhận dạng, cách dùng cây xuyến chi chữa bệnh đúng nhất. Ở video lần trước chúng tôi đã giới thiệu một số công dụng cây xuyến chi, thể theo yêu cầu của các bạn. Hôm nay chúng tôi hướng dẫn chi tiết hơn, mời các bạn cùng tham khảo. Cây hoa xuyến chi đã không còn xa lạ với nhiều người, thậm chí nó còn là một phần của tuổi thơ nữa. Hoa xuyến chi chủ yếu xuất hiện ở những vùng quê. Đây là loài hoa mọc dại có sức sống mãnh liệt nên bạn có thể thấy chúng ở nhiều nơi. Các đặc điểm hoa xuyến chi. Các tên khác của cây xuyến chi. Hoa xuyến chi còn được gọi là hoa đơn bút hay hoa đơn kim. Hoa xuyến chi có tên khoa học là Bidens bilosa và có nhiều cách gọi khác như hoa đơn bút, hoa đơn kim, sông nha lông hay quỷ châm thảo. Đây là loài cây thuộc cây thân thảo, có hoa và thường mọc thành bụi. Xuyến chi có chiều cao khoảng 1 mét, lá đơn có cuống dài và thường mọc đối, lá chét có cuống ngắn hình mác, phần đáy hơi tròn, mép lá chét thường có hình răng cưa to và có thể có lông thư. Cành thường mọc theo nhóm, cụm hoa màu vàng và có gai. Hoa xuyến chi thường có 5 cánh, có màu trắng và bao quanh nhụy vàng. Phần nhụy hoa sau này sẽ thành hạt có dạng quả bế và đầu hạt sẽ có gai. Có một câu chuyện sự tích về loài hoa xuyến chi gắn liền với một câu chuyện buồn. Chuyện kể rằng, ngày xưa có một cô gái có giọng hát vô cùng tuyệt vời làm say đắm không biết bao nhiêu chàng trai. Tuy nhiên, vì vẻ ngoài xấu xí nên cô gái ấy chưa từng nhận được sự yêu thương từ chàng trai nào. Đến một ngày, bỗng nhiên có một chàng hiệp khách đi ngang và đem lòng yêu giọng hát của cô. Anh chàng ấy đến bắt chuyện với cô, quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho cô. Đây là lần đầu tiên người con gái ấy nhận được sự yêu thương từ một người xa lạ nên cô lầm tưởng đây chính là tình yêu mà cô mong ước bấy lâu. Cô không chút hoài nghi đắm chìm vào thứ hạnh phúc mà chàng trai ấy mang đến. Tuy nhiên, bữa tiệc nào mà chẳng có lúc tàn, chàng hiệp khách sau cùng cũng rời bỏ cô một cách chóng vánh mà không có một lời từ biệt nào. Mặc cho trái tim đang rỉ máu kia, cô vẫn ôm một tia hy vọng mỏng manh rằng chàng trai ấy rồi sẽ về lại bên cô. Và cứ thế, từng ngày cứ thế trôi, cô đợi mãi cho đến khi kiệt sức và gục xuống tại nơi mà hai người từng bên nhau. Rất lâu về sau, tại nơi mà người ta thường gặp cô đã mọc lên một loài hoa không tên với cánh hoa màu trắng cùng nhụy hoa vàng ươm rất đẹp mắt. Loài hoa này sẽ gửi gắm những hạt hoa nhỏ vào gấu quần của những người qua đường như một cách để níu lấy và nhận được sự quan tâm của họ. Vì lẽ đó, loài hoa này đã được đặt cho cái tên hoa xuyến chi. Hoa xuyến chi mang những ý nghĩa rất đặc biệt, bên nhau mãi mãi, xuất phát từ sự tích về loài hoa này. Bên cạnh đó, loài hoa này còn thể hiện sự ngây thơ, trong sáng và mỏng manh của những người con gái thôn dã. Thêm nữa, do có thể sinh trưởng mạnh mẽ ở những vùng khô cằn nên hoa xuyến chi còn là biểu trưng cho sự bền bỉ, mạnh mẽ. Các công dụng của cây hoa xuyến chi. 1. Điều trị bệnh đường ruột. Để điều trị bệnh đường ruột bằng hoa xuyến chi, bạn cần chặt cả cây thành từng khúc nhỏ và đem phơi khô. Mỗi ngày dùng một nắm cây đem đun sôi với khoảng 1 lít nước và uống thay nước trà. Sử dụng một thời gian ngắn sẽ có tác dụng điều trị các bệnh đường ruột hiệu quả. Hình ảnh hoa xuyến chi đẹp và có nhiều tác dụng chữa bệnh. 2. Tác dụng hỗ trợ hạ sốt ở trẻ nhỏ. Bạn có thể dùng 20g hoa và lá của hoa xuyến chi, 20g sậy đất để giã nát, lọc lấy nước cho trẻ uống. Mỗi ngày cho bé uống 2-3 lần. Lấy bã thuốc đắp vào lòng bàn chân có tác dụng hạ sốt cho trẻ. 3. Chữa đau lưng do mang vác vật nặng và làm việc quá sức. Bạn cũng cần dùng 150g xuyến chi, 250g đại táo và một chút rượu trắng, đường phèn để đun cùng 1 lít nước ở lửa nhỏ còn 500ml. Lấy nước chia làm 4-5 lần uống trong ngày.
duy trì uống 10 ngày sẽ thấy có tác dụng hiệu quả. 4. Điều trị mày đay, lở loét và chữa rắn cắn. Bạn chỉ cần giã nát 10 gram xuyến chi tươi và đắp vào phần vết thương. Với người bị rắn cắn, còn có thể nấu nước xuyến chi uống thành 3 lần trong ngày. Đồng thời dùng 60 gram xuyến chi tươi để giã nát cùng 60 gram cải tía rừng, đắp lên vết thương bị rắn cắn. 5. Điều trị nổi mẩn đỏ, ngứa rát do dị ứng. Bạn có thể dùng 200 gram cây xuyến chi cho vào trong nước để tắm, dùng phần bã lá chà sát lên vùng da bị dị ứng. Chỉ sau khoảng 2 lần tắm bạn sẽ thấy có tác dụng bất ngờ. 6. Chữa viêm thanh quản và đau họng. Nguyên liệu lá và hoa cây xuyến chi, kim ngân hoa và sài đất. Mỗi loại lấy khoảng 10 gram, hỗn hợp trên đêm sắc lấy nước uống. Mỗi ngày sắc một thang và uống hàng ngày. 7. Tác dụng chữa bệnh đau răng. Lấy lá và hoa cây xuyến chi trộn với ít muối giã kỹ, vo thành viên và nhét vào vị trí sau răng. Đây là vị thuốc bạn có thể tìm thấy quanh vườn nhà để chữa trị đau răng hiệu quả. 8. Chữa bệnh viêm thận. Dùng 15 gram cây hoa xuyến chi giã nát cùng với một quả trứng gà rán lên để ăn hàng ngày sẽ có tác dụng chữa trị được bệnh viêm thận. 9. Chữa viêm gan do virus. Dùng 20 gram xuyến chi, 20 gram diệp hạ châu, 15 gram bồ bồ, 15 gram cam thảo đất, 12 gram hạt dành dành. Sắc với 1 lít nước còn 500ml nước để uống mỗi ngày 2 lần. Sử dụng thường xuyên để có hiệu quả tốt. 10. Điều trị bệnh đau nửa đầu. Dùng 30 gram xuyến chi, 20 gram trân châu mẫu, 3 quả đại táo. Đem tất cả các nguyên liệu trên sắc lấy nước và uống khi còn ấm để trị bệnh. 11. Đau nhức do phong thấp. Dùng 30-60 gram cây xuyến chi để sắc lấy nước uống hàng ngày. Bạn nên uống sau mỗi bữa ăn và uống thường xuyên từ 10-15 ngày để đạt hiệu quả tốt. Những lưu ý khi sử dụng cây hoa xuyến chi. Cây hoa xuyến chi có tính hút độc khá cao. Nếu thu hái cây tại vùng chế xuất công nghiệp nặng thì có thể nhiều hàm lượng độc tố sẽ bị cây hút vào bên trong. Vì vậy, nếu dùng hoa xuyến chi ở những vùng này để trị bệnh sẽ không mang đến hiệu quả, thậm chí có thể làm bệnh thêm nặng hơn, vô tình mang chất độc vào cơ thể. Vì thế, nếu bạn muốn dùng cây hoa xuyến chi thì chỉ nên thu hái cây ở trên núi, vùng quê có không khí trong lành. Ngoài ra, ngọn cây xuyến chi làm rau xanh ăn cũng rất ngon và nhiều dinh dưỡng. Trước khi dùng xuyến chi để chữa bệnh, bạn nên hỏi ý kiến của thầy thuốc để đảm bảo an toàn và hiệu quả. Cảm ơn các bạn vừa theo dõi video về những công dụng cũng như cách sử dụng cây xuyến chi. Nếu thấy hay và có ý nghĩa, bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ với mọi người cũng như tận dụng những công dụng của cây xuyến chi để giữ cho mình một sức khỏe thật tốt nhé. Chúc bạn và người thân sức khỏe và hạnh phúc.